Đấu phá thương khung phần 6 tập 40. Ở cuối tập trước, Tiêu Viêm đã hoàn toàn luyện hóa Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, thực lực cũng là Tử Tinh Đầu Tông nhảy lên Cửu Tinh Đầu Tông, sau đó là đi ra trước sự ngỡ ngàng bật ngửa của đám người Huyền Không Tử. Trong tập này, chúng ta cùng xem tiếp những diễn biến tiếp theo nha. Kia là Tiêu Viêm, hắn vẫn còn sống sao? Thật khó tin. Ngay cả tam đại cự đầu của Đan Tháp cũng không làm gì được loại hỏa diễm đó, tại sao chúng lại nghe theo hắn? Sau một lát thất thần, rốt cuộc thì mọi người cũng nhận ra nhân vật nửa năm trước đã trở thành ngôi sao sáng chói của Thánh Đan Thành. Những lời bàn tán xôn xao bắt đầu truyền bá ra, bị nhìn chăm chú bởi vô số ánh mắt quái dị. Dù lấy định lực của Tiêu Viêm cũng có cảm giác không được tự nhiên, hắn ngẩng đầu nhìn về vẻ kinh ngạc trên ba người của Huyền Không Tử, cười nói: "Ba vị hội trưởng, đã lâu không gặp. Tiêu Viêm, ngươi thật sự còn sống." Khuôn mặt của ba người Huyền Không Tử kinh ngạc chuyển sang khó tin. Hắn là người đã đi vào tinh vật và cũng là người hiểu rõ nhất hoàn cảnh tàn khốc trong đó. Ngay cả hắn cũng không dám nán lại quá lâu, vậy mà Tiêu Viêm, hắn lại dám nghỉ ngơi 8 tháng trong đấy, hơn nữa lông tóc không hề hao tổn. Nhìn thấy thần sắc kinh ngạc của ba người, Tiêu Viêm chỉ nhún vai, bàn tay chỉ vẫy nhẹ một cái, không gian liệt phùng liền từ từ tiêu tán, mà nhiệt độ cực cao đang tràn ngập trong Thánh Đan Thành cũng theo đó mà hạ thấp. Khí tức của ngươi, ba người Huyền Công Tử cũng không phải là nhân vật tầm thường, từ từ hồi phục tinh thần. Ánh mắt cẩn thận đảo qua trên người Tiêu Viêm, sự kinh hãi trong mắt của họ lại càng đậm. Hiện giờ khí tức của Tiêu Viêm so với lúc trước mới bước vào tinh vật quả là một trời một vực. Người đem Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa hấp thu. Đáy mắt của Huyền Không Tử chợt lóe sáng, rồi như nghĩ tới điều gì đó, liền khẽ hút một hơi khí lạnh. Ha ha, Huyền lão sẽ không muốn thua lại chứ? Tiêu Viêm hắc hắc cười nói. Nếu người có thể đem tai họa kia giải quyết thì ta cũng không có ý kiến gì. Nhìn thấy Tiêu Viêm không phủ nhận, Huyền Không Tử cũng nhịn không được mà thở nhẹ nhõm một hơi. Chợt lão than thở một câu. Dù vậy ta cũng không nghĩ rằng ngươi cư nhiên có thể hàng phục được Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Chúng ta đã tận mắt chứng kiến sự ngoan cố của tên kia. Tiêu Viêm cười cười, vừa muốn nói chuyện thì một đạo thân ảnh xinh đẹp màu trắng đã lao đến. Chưa đợi hắn hoàng hồn liền vọt tới bên cạnh, ngọc thủ lạnh lẽo nắm chặt cánh tay của hắn. Khuôn mặt thanh lệ động lòng người giờ phút này khó có thể che giấu được sự vui mừng lẫn sợ hãi, mỹ màu phím hồng nhìn qua cực kỳ đáng yêu. Yên tâm, ta không sao. Nhìn đôi mắt của Tiểu Y Tiên phím hồng giữ chặt lấy cánh tay hắn, trên khuôn mặt của Tiêu Viêm cũng hiện lên một chút nhu hòa, nhẹ giọng nói. Ây chà, ta đã nói là hắn nhất định sẽ không sao mà, lòng ấn của ta không thể nào sai được. Ở phía sau Tiểu Y Tiên, thanh âm của Tử Nghiên có chút đắc ý truyền tới, nhưng Tiêu Viêm vẫn mơ hồ cảm thấy được trong âm thanh của nàng còn mang theo một phần vui mừng cùng với thở phào nhẹ nhõm. Diệu lão tiên sinh khiến cho mọi người phải lo lắng rồi. Vỗ nhẹ ngọc thủ lạnh lẽo của Tiểu Y Tiên, hắn quay đầu nhìn về phía Thiên Hỏa Tôn Giả đang đi tới, mỉm cười nói. Thiên Hỏa Tôn Giả lắc đầu cười, ánh mắt đảo qua người Tiêu Viêm, trong mắt xẹt qua một chút kinh hãi. Lão có thể cảm nhận được thực lực của Tiêu Viêm đã vào khoảng Cửu Tinh Đầu Tông. Lúc trước khi đi vào tinh vật, Tiêu Viêm chỉ ở vào khoảng Tứ Tinh Đầu Tông, mới có một năm không thấy mà thực lực của hắn đột nhiên tăng mạnh đến mức này, thật đáng sợ. Theo sau Tiêu Viêm lâu như vậy, Thiên Hỏa Tôn Giả tự nhiên biết rõ ràng sức chiến đấu của hắn, chỉ bằng vào thực lực Tứ Tinh Đầu Tông mà đã có thể đánh bại Thiên Xà đã bước vào Đầu Tông đỉnh phong. Hiện giờ hắn lại đạt tới Cửu Tinh Đầu Tông, chỉ sợ trong hàng ngũ Đấu Tông bây giờ, hắn đã không còn là đối thủ, thậm chí một số Đấu Tôn cường giả có thực lực kém cũng không thể chiếm được tiện nghi gì trong tay của hắn. Ai, tốc độ tu luyện của người này quả nhiên thật đáng sợ, cứ như vậy chỉ sợ đột phá Đấu Tôn cũng không có gì khó khăn. Thiên Hỏa Tôn Giả cười khổ trong lòng một tiếng, rồi nhìn thoáng qua Tiểu Y Tiên nói. Người lo lắng nhất trong khoảng thời gian người mất tích chính là nàng. Không có lúc nào nàng không nghĩ tới việc đi vào tinh vật. Nếu không có ba vị hội trưởng của Đan Tháp ngăn cản thì chắc là nàng đã mạnh mẽ xông vào rồi. Nghe vậy, ánh mắt của Tiêu Viêm cũng nhìn thoáng qua khuôn mặt gầy đi không ít của Tiểu Y Tiên, nhất thời trong lòng nổi lên một cảm xúc phức tạp. Trên đời này, thứ khó giải quyết nhất chính là mỹ nhân. Lúc trước, khi Tiểu Y Tiên theo hắn rời khỏi Suốt Vân Đế Quốc, theo hắn tới Hắc Giác Vực rồi chạy tới Trung Châu, dù ngàn dặm xa xôi nàng cũng không có nửa lời oán hận. Tuy nói Tiêu Viêm toàn lực trợ giúp nàng khống chế ách nàng độc thể, nhưng vẫn không thể dùng lý do đó để biện hộ cho phần cảm tình này. Như vậy thấy sự biến hóa trong mắt của Tiêu Viêm, Tiểu Y Tiên có chút lúng túng, vội buông ngọc thủ của mình ra, nhẹ giọng nói. Tất cả mọi người đều rất lo lắng cho ngươi, về sau đừng nên làm những chuyện nguy hiểm như vậy nữa. Tiêu Viêm gật đầu, thu liễm cảm xúc trong lòng, ánh mắt của hắn đảo qua xung quanh, nhận thấy Đan Tháp như sắp xảy ra một trận biến lớn, không khỏi mỉm cười chắp tay về phía ba Huyền Không Tử nói. Xin lỗi, đã tạo thêm rắc rối cho Đan Tháp, chỉ cần ngươi không xa là được rồi. Trong khoảng thời gian này, ta chịu không ít sự dày vò của Huyền Y. Với lại nếu như ngươi xảy ra chuyện ở Đan Tháp, ngày sau lão già Dược Trường kia phá vây, nhất định sẽ đến tìm ta đòi ngươi. Nghe tới tên sư phụ, môi của Tiêu Viêm kẽ mím lại, trong mắt xẹt qua vẻ lãnh lệ. Hiện giờ hắn đã thuận lợi đạt tới Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, cũng tới thời điểm giải cứu lão sư khỏi tay của bọn hồn điện rồi. Nhìn khuôn mặt có chút lãnh lệ của Tiêu Viêm, Huyền Y liền hiểu ra suy nghĩ của hắn, nhẹ giọng nói: "Đây không phải là nơi thích hợp để nói chuyện, vào Đan Tháp đi. Trong khoảng thời gian vừa rồi, chúng ta cũng nhận được một ít tình báo về nơi giam giữ Dược Trần." Nghe vậy trong lòng của Tiêu Viêm nhảy giận rồi gật đầu thật mạnh. Tại một phòng hội nghị, sắc mặt của Huyền Không Tử ngân trọng nói: Theo tin tức của chúng ta có được, thì trước khi Hồn Điện phái người đuổi giết ngươi, bọn chúng từng có ý định chuyển Dược Trường đi, nhưng sau đó vì Đan Hội diễn ra mà tạm gác lại. Nhưng trong khoảng nửa năm người mất tích, bọn chúng đã có đầy đủ thời gian để làm việc này. Quả nhiên là đã chuyển đi rồi. Sắc mặt của Tiêu Viêm hơi trầm xuống, nắm chặt bàn tay nói: Không biết hiện giờ lão sư đang bị giam giữ ở nơi nào. Ánh mắt của Tiêu Viêm nóng rực nhìn chằm chằm ba người Huyền Không Tử. Năng lực tình báo của Đan Tháp so với một mình hắn mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Có bọn họ hỗ trợ, sự tình tất nhiên sẽ dễ dàng hơn nhiều. Có manh mối nhưng chưa xác định được, chúng ta cần thêm một ít thời gian mới có thể tìm ra tin tức chính xác. Huyền Y chậm rãi nói, nhưng người cũng không cần quá gấp gáp. Dựa theo những tin tức tình báo mà chúng ta có được thì việc điều tra ra sẽ rất nhanh. Tiêu Viêm nhẹ gật đầu, thời điểm như thế này thì hắn chỉ có thể nhờ cậy vào những tin tức tình báo của Đan Tháp. Như nhận thấy nỗi lo lắng của hắn, Huyền Không Tử cũng an ủi vài lời. Người cũng không cần quá lo lắng, Hồn Điện cần dược chừng cho việc quan trọng, nên nếu không phải vạn vật bất đắc dĩ thì chúng sẽ không dám đả thương đến tính mạng của hắn đâu. Đa tạ ba vị hội trưởng đã giúp đỡ. Huyền Không Tử trầm mặc một hồi, đột nhiên nhẹ giọng nói, mặt khác nếu như có được tin tức tình báo rồi thì cũng chỉ có thể dựa vào một mình ngươi. Nếu chúng ta mà xuất thủ tất sẽ chọc giận Hồn Điện, đến lúc đó sẽ bùng nổ đại chiến. Đan Tháp bây giờ không phải là đối thủ của Hồn Điện. Đan Tháp có thể giúp ta tìm ra nơi Hồn Điện giam giữ lão sư đã là tốt rồi. Nếu nhiều hơn nữa thì Tiêu Viêm cũng có chút băn khoăn. Đối với việc này Tiêu Viêm cũng không nghĩ gì. Ba người Huyền Không Tử là cử đầu của Đan Tháp, mỗi cử chỉ lời nói của họ đều liên quan đến sự tồn tại của Đan Tháp, mà thế lực của Hồn Điện lại cực kỳ khủng bố. Nếu như đại chiến thật sự bùng nổ thì hậu quả thật là quá mức khổng lồ. Vì vậy dù là mấy người Huyền Không Tử, nếu không phải vạn vật bất đắc dĩ sẽ không dám chân chính tuyên chiến với Hồn Điện. Ai, ngươi yên tâm, bất kể như thế nào Hồn Điện cũng là địch nhân của Đan Tháp. Nếu như có việc gì chúng ta tận lực hỗ trợ ngươi, Huyền Không Tử có chút băn khoăn nói. Tiêu Viêm mỉm cười ôm quyền nói, nếu vậy thì xin cảm tạ Huyền lão trước. Trong đoạn thời gian này người cứ nghỉ tạm ở Đan Tháp, một khi có tình báo là có thể lập tức động thủ. Tiêu Viêm mỉm cười gật đầu, bàn tay nắm chặt, một khối ngọc phiến xuất hiện trong tay. Đây là vật truyền tin mà Phong Tôn Giả đã để lại cho hắn trước khi đi, mà hiện giờ cũng là lúc nên dùng tới. Đến lúc đó nhân thủ tề tụ, chỉ cần có tin tức là có thể đến thẳng nơi giam giữ Dược lão để giải cứu. Lão sư yên tâm đi, một chút nữa thôi đệ tử sẽ đến cứu ngài. Tiêu Viêm ngẩng đầu nhẹ nhàng hít một hơi, một sắc ý âm trầm xẹt qua đôi mắt đen nhánh. Hồn Điện làm cho Dược lão chịu những thống khổ gì, hắn sẽ trả lại cho bọn chúng gấp trăm ngàn lần. Rắc, trong lòng đổi lên sắc ý. Tiêu Viêm nắm chặt bàn tay, ngọc phiến bên trong liền vỡ tung ra. Mấy người Tiêu Viêm ngồi trò chuyện cùng với ba cử đầu một hồi lâu rồi mới cáo từ rời đi, sau đó trở về phòng ngay lập tức. Trong khoảng thời gian này không có xảy ra chuyện gì sao? Vừa bước vào phòng của Tiêu Viêm liền hỏi, nửa năm trước vì Diệp gia công việc rất nhiều, Diệp Trọng lại đợi hoài mà không có tin tức của ngươi, nên chỉ có thể giận hờn làm thất vọng quay trở về Diệp thành. Âm thanh của Tiểu Y Tiên vang lên. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, hiện giờ Diệp gia trong giai đoạn khôi phục trở lại, thân là đại trưởng lão của gia tộc, Diệp Trọng không thể cứ mãi chờ đợi tại Thánh Đan thành. Hắn ở đây nửa năm cũng đủ để thấy được thành ý rồi. Mặt khác, trong khoảng thời gian này, người của Huyền Minh Tông đã tới gây phiền toái một lần. Thiếu tông chủ của hai gã trưởng lão của bọn chúng đã cùng nhau mất tích bên trong Đan giới, e rằng đã lành ít dữ nhiều. Bọn chúng cho rằng là ngươi đã ra tay, vì vậy luôn luôn muốn tìm đến gây phiền phức. Tuy nhiên về sau, có Tào Dĩnh cùng các nàng đứng ra làm chứng rằng người của Huyền Minh Tông là do bộ cốt lão nhân sát hại. Hơn nữa, còn có Đan Tháp đứng ra dàn xếp. Cuối cùng bọn chúng cũng tuy không cam lòng nhưng cũng phải rời đi. Tiểu Y Tiên cau mày lại nói, nhưng theo ta thấy, thù hận của bọn chúng đối với ngươi vẫn không giảm đâu. Hiện giờ ngươi lại rời khỏi tin vật mà không xảy ra chuyện gì. Nếu như bọn chúng nhận được tin này, nhất định sẽ lại tìm đến xin sự. Một lũ ngu xuẩn. Tiêu Viêm nhướng mày phất phất tay nói, kệ bọn chúng đi. Nếu như lại muốn đến xin sự thì cũng không cần phải nương tay nữa. Bọn chúng cũng không phải là thứ tốt lành gì. Tiêu Viêm ngồi trên ghế, nhìn lướt qua thân thể lạ lướt của Tiểu Y Tiên, trong mắt xẹt qua chút kinh ngạc hỏi, khí tức của muội trong hơn nửa năm nay dường như đã mạnh hơn rất nhiều à? Viên độc đan trong cơ thể có tác dụng rất lớn đối với việc tu luyện, chỉ gần một năm nhưng tiến bộ cũng không ít. Tiểu Y Tiên nở nụ cười đáp, đầu chỉ là không ít. Hiện giờ thực lực của muội e rằng đã đạt tới mức tên cao nhất của Tam Tinh Đầu Tôn. Tốc độ tu luyện như thế này, cho dù nhìn khắp cấp bậc Đầu Tôn cũng rất ít người có thể so sánh được. Ách nạp độc thể quả nhiên là đáng sợ. Thiên Hỏa Tôn Giả ở bên cạnh cũng chỉ biết cười khổ một tiếng, âm thanh có chút phức tạp. Trong khoảng thời gian này, thực lực của hắn mặc dù cũng có chút tiến bộ, nhưng nếu đem ra so sánh với Tiểu Y Tiên thì lại thua kém quá xa. Vì lão tiên sinh cũng đừng xem thường bản thân, chỉ ngắn ngủi gần một năm, ngươi đã ổn định nhất tên Đấu Tôn đỉnh phong, muốn đột phá dị tinh, thậm chí khôi phục lại thực lực trước kia cũng chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Tiểu Y Tiên cũng mỉm cười nói, rất khó, có thể khôi phục lại được thực lực Đấu Tôn cũng đã nằm ngoài sự mong đợi của ta rồi. Năm đó ở thời kỳ đỉnh phong ta cũng chỉ đạt tới ngũ tên Đấu Tôn mà thôi. Thiên Hỏa Tôn Giả cười khổ một tiếng, lão có thể hiểu được muốn khôi phục lại thời kỳ đỉnh phong sẽ rất khó khăn như thế nào. Mỗi một tên Đấu Tôn muốn tăng lên là cực kỳ khó khăn, cho dù tiêu phí mấy chục năm, thậm chí là trăm năm thời gian cũng không phải là chuyện hiếm gặp. Chính vì thế hắn mới bị tốc độ tu luyện của Tiểu Y Tiên làm cho kinh ngạc, xen lẫn hâm mộ. Cũng không nhất định sẽ như vậy. Ngón tay của Tiêu Viêm nhẹ nhàng gõ lên trên mặt bàn, trầm ngâm một lát sau đó mới chậm rãi nói, tu luyện bình thường muốn khôi phục lại quả thật cần phải tiêu hao không ít thời gian, nhưng còn có cách khác có thể đem thời gian đó rút ngắn lại. Cách người nói là dựa vào đan dược sao? Vừa nghe thấy vậy, bàn tay khô héo đang cầm chén trà của Thiên Hỏa Tôn Giả khẽ rung lên, trong mắt cũng xẹt qua vẻ nóng cháy. Ở trình độ của hắn bây giờ, đan dược có thể trợ giúp được cho hắn ít nhất cũng phải là bát phẩm đan dược. Diệu lão tiên sinh không biết đã từng nghe qua một loại đan dược có tên là Phục Linh Thanh Đan? Tiêu Viêm khẽ nói. Phục Linh Thanh Đan. Phản ứng đầu tiên của Thiên Hỏa Tôn Giả là ngay người ra, sau đó quang mang trong mắt đột nhiên đại thịnh, khuôn mặt già nua cũng tỏ rõ vẻ kích động. Có phải đó là loại đan dược được xưng tụng rằng có thể làm cho thực lực đã bị thụt lùi của một người có thể phản hồi lại thời kỳ đỉnh phong? Phục Linh Thanh Đan, ha ha, Phục Linh Thanh Đan quả thật có tác dụng này, nhưng cũng không có khả năng như người nói, có thể trực tiếp khôi phục thực lực. Đây chẳng qua chỉ là lời đồn mà thôi. Theo dự đoán của ta, nếu Diệu Lão tiên sinh cũng dùng loại đan dược này thì có thể khôi phục thực lực đến Tam Tinh Đấu Tôn. Tiêu Viêm cười cười lắc đầu giải thích. Tam tinh, như vậy cũng đủ quá rồi. Thiên Hỏa Tôn Giả cũng không quá thất vọng, có thể trực tiếp từ nhất tinh đỉnh phong đột phá lên tam tinh cũng là một tiến bộ cực kỳ lớn rồi. Tuy nhiên, Phục Linh Thanh Đan chính là bát phẩm đan dược, luyện chế rất phức tạp, cho dù là bát phẩm luyện dược tâm sư cũng rất khó luyện chế thành công. Nhìn thấy khuôn mặt của Thiên Hỏa Tôn Giả có vẻ chần chừ, Tiêu Viêm cũng không khỏi nở một nụ cười nói: "Việc này hãy giao cho ta đi, Diệu lão tiên sinh từ trước tới nay đã giúp ta nhiều như vậy, giờ cũng là lúc nên báo đáp lại cho lão nhân gia rồi." Bất kể như thế nào, trong khoảng thời gian này, Thiên Hỏa Tôn Giả cũng xem như là một trợ thủ đắc lực cho Tiêu Viêm. Trước kia bọn họ từng có giao kèo, chỉ cần hắn trợ giúp Thiên Hỏa Tôn Giả luyện chế ra thân thể mới để dung nạp linh hồn thì Thiên Hỏa Tôn Giả sẽ hộ vệ cho hắn một năm. Hiện giờ một năm đã sắp qua, cho nên muốn giữ người ta lại thì tự nhiên phải cấp cho họ thêm nhiều ưu đãi một chút. Thêm nữa, có lẽ không bao lâu nữa sẽ phải đi Hồn Điện để giải cứu Dược lão. Đến khi đó, đương nhiên đội ngũ càng mạnh lại càng tốt. Vì trợ giúp Thiên Hỏa Tôn Giả tăng thực lực cũng chính là làm cho việc giải cứu sắp tới tăng thêm một phần nắm chắc. Đại ân này lão phu sẽ ghi nhớ trong lòng. Thiên Hỏa Tôn Giả há miệng thở dốc, những lời khách sáo trong miệng muốn phát ra liền bị nuốt ngược trở lại, gật gật đầu nặng nề nói: "Ha ha, chờ ta nghỉ ngơi hồi phục mấy ngày, cố gắng hết sức tranh thủ trước lúc có được tình báo của Đan Tháp, sẽ luyện chế Phục Linh Thanh Đan cho Diệu lão tiên sinh." Tiêu Viêm cười cười đứng dậy cướp bước về phòng của mình nói: "Sắc trời cũng không còn sớm nữa, các ngươi hãy sớm đi nghỉ ngơi, nếu nhận được tin tức của Đan Tháp, hãy lập tức cho ta biết, ta có thể sẽ bế quan vài ngày." Thấy vậy, ba người Tiểu Y Tiên cũng khẽ gật đầu, chỉ có Tử Nghiên bất mãn thì thầm: "Lại bế quan nữa rồi." Trong phòng bên ánh đèn du hòa, Tiêu Viêm ngồi xếp bằng trên giường, một bàn tay nắm chặt lại, trên bàn tay còn lại xuất hiện một quyển trục, đó là quyển trục Hương Di để lại cho hắn trước khi rời đi, 3 ấn sau của Đế Ấn Quyết. Đối với uy lực của Đế Ấn Quyết, trong lòng của Tiêu Viêm hiểu rõ vô cùng. Đây chính là bộ địa giai cao cấp đấu kỹ đầy đủ, cho dù có đem tách từng ấn quyết ra thì vẫn mạnh hơn các địa giai cao cấp đấu kỹ khác, mà nếu hội tụ đủ ngũ ấn, uy lực có thể lập tức tăng lên thi giai đấu kỹ. Để ấn quyết có thể trở thành một trong những tuyệt học của cổ tộc thì cũng không phải chỉ là hư danh. Để ấn quyết được chia ra thành ngũ ấn, nhưng Tiêu Viêm trước giờ chỉ mới học được có 2 ấn mà thôi. Nếu là trước kia thì uy lực của 2 ấn cũng đã đủ để sử dụng, nhưng hiện nay hắn phải chạm mặt với những cường giả ngày càng mạnh hơn, thì khai sơn ấn cùng với phiên hải ấn cũng từ từ lộ ra sự yếu kém. Bởi vậy, trước khi hành động giải cứu Dược lão, Tiêu Viêm phải luyện thành 3 ấn còn lại của Đế Ấn Quyết. Đến lúc đó cũng sẽ có nhiều hơn một số thủ đoạn. Bên trong quyển trục mà Hồn Di lưu lại chính là phương pháp tu luyện của Phúc Địa Ấn, Nhân Thiên Ấn, Cổ Đế Ấn. Bằng vào thực lực hôm nay thì việc tu luyện Phúc Địa Ấn đã không thành vấn đề, ngược lại tu luyện Nhân Thiên Ấn có chút miễn cưỡng nhưng vẫn có thể thành công. Tuy nhiên, về phần ấn quyết cuối cùng là Cổ Đế Ấn thì vẫn bất lực như trước. Dựa theo ghi chép trên quyển trục thì cho dù là bên trong cổ tộc cũng có rất ít người có thể tu luyện thành công, bởi vậy có thể thấy rõ tu luyện ấn thứ 5 này khó đến như thế nào. Dù vậy, Tiêu Viêm cũng không tỏ ra quá tham lam, hắn hiểu rằng chỉ ăn một miếng sẽ không thể béo lên được, có thể tu luyện thành công Phúc Địa Ấn cùng với Nhân Thiên Ấn cũng đủ để thực lực hiện tại của hắn tăng lên không ít rồi. Trong lòng đã có chủ ý rõ ràng, Tiêu Viêm cũng không dám kéo dài thời gian quá lâu, tin tức bên trong quyển trục đều được ghi nhớ trong đầu, sau đó từ từ nhắm mắt lại, hai tay bắt đầu kết xuất một loại thủ ấn phức tạp. Cấp bậc của Đế Ấn Quyết là không thấp, tại cổ tộc cũng được xem là một trong những đấu kỹ cao thâm. Mức độ khó khăn khi tu luyện dĩ nhiên là không nhỏ chút nào, nhưng cũng may là Tiêu Viêm cũng không phải là một kẻ mới nhập môn tu luyện, hắn đã có kinh nghiệm tu luyện 2 ấn đầu tiên rồi. Hiện giờ tu luyện nhận ấn sau tuy nói rằng không thể chỉ một lần đã thành công, nhưng ít ra khi bắt đầu cảm thấy dễ dàng hơn rất nhiều. Bên trong căn phòng yên tĩnh có một thanh niên đang ngồi xếp bằng, sắc mặt tỏ ra ngưng trọng, hai tay không ngừng biến ảo kết xuất từng đạo thủ ấn làm cho người khác hoa cả mắt, mà trong lúc thủ ấn biến ảo, bỗng nhiên có một tia ba động kỳ dị lặng yên khuếch tán ra. Trong lúc Tiêu Viêm tu luyện Để Ấn Quyết, thời gian 5 ngày lặng lẽ trôi qua, mà trong 5 ngày này, từ Phúc Địa Ấn cho đến Nhân Thiên Ấn đều đã được Tiêu Viêm thi triển qua vô số lần. Bằng vào kinh nghiệm của quá khứ, cộng thêm việc mất ăn mất ngủ, ngày đêm tu luyện thì Phúc Địa Ấn đã bắt đầu tỏ ra thành thục, còn Nhân Thiên Ấn bước đầu cũng đã tìm ra được phương hướng tu luyện. Dựa vào tiến bộ như thế này thì việc nắm giữ toàn bộ cũng chỉ còn là vấn đề thời gian. Tiêu Viêm mất ăn mất ngủ tu luyện liên tục đến ngày thứ 7 thì đột nhiên bị Tiểu Y Tiên cắt đứt. Ngay khi hắn còn đang vui mừng, tưởng rằng trong thời gian ngắn như vậy mà Đan Tháp đã có được tin tức của Dược lão, thì Tiểu Y Tiên lại nói cho hắn biết đã có phiền phức tìm tới tận cửa. Tiêu Viêm đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó trong mắt xẹt qua hàng ý âm lãnh, là Huyền Minh Tông. Tiểu Y Tiên khẽ gật đầu nhẹ giọng nói: "Hơn nữa, lần này người tới cũng không ít, xem ra tâm chủ của Huyền Minh Tông thật sự muốn ngươi phải đền mạng cho con của hắn." Khuôn mặt của Tiêu Viêm không chút thay đổi, bước xuống giường thản nhiên nói: "Một khi đã vậy, để ta thử xem hắn có tư cách này hay không." Thanh âm vừa dứt, hắn cũng đã bước ra khỏi phòng. Bọn chúng đã muốn đè đầu cưỡi của mình như vậy, nếu còn lựa chọn tránh né thì chỉ sợ cả danh vô địch Đan Hội sẽ bị kẻ khác đem ra làm trò cười. Bên phía ngoài Đan Tháp là một quảng trường được làm bằng đá hoa cương, ngày thường nơi này kẻ đến người đi, dòng người dường như chưa bao giờ dứt, mà đây cũng là nơi có nhân khí khá thịnh vượng của Thánh Đan Thành. Tuy nhiên, vào thời điểm này, quảng trường vốn dĩ người qua kẻ lại không dứt, lại tụ tập thành một đám đông. Giữa đám đông có một khoảng đất trống, nơi đó có gần trăm người đang đứng sừng sững thẳng tắp như là cây thương trường, mơ hồ phát ra khí tức lạnh lẽo tràn ngập, làm cho không ít người đứng xung quanh thoáng chút biến sắc. Hình như là người của Huyền Minh Tông. Lão già áo xám cầm đầu kia có phải là Huyền Thiên Nam, tông chủ của Huyền Minh Tông không? Không ngờ ngay cả lão quái vật này cũng tự thân xuất mã, rốt cuộc là bọn họ muốn làm gì? Nghe nói là vì Tiêu Viêm. Theo lời đồn đại thì lúc còn trong Đan Giới, thiếu tông chủ Huyền Minh Tông là Thần Nhàn đã bị Tiêu Viêm giết chết. Lão quái vật lần này đến đây hẳn là để báo thù. Khó trách bọn họ lại tỏ ra đằng đằng sát khí như vậy. Chuyện hôm nay xem ra không dễ dàng giải quyết rồi. Nghe được những âm thanh bàn luận xôn xao xung quanh, ánh mắt của lão già áo xám liền trở nên âm hàn, lần lượt đảo qua đám người đang nghị luận. Nơi nào bị ánh mắt hắn quét chúng, mọi người đều cảm thấy trong lòng chợt lạnh, vội vàng ngậm miệng lại. Huyền Minh Tông không phải là một thế lực dễ đối phó, chỉ cần một lời không hợp là bọn họ sẽ rút đao xử lý. Đây là chuyện cũng không hiếm gặp. Vả lại với tính cách có thù tức báo của bọn họ, nếu ai đắc tội thì kết cục cuối cùng sẽ rất thê thảm. Thần tông chủ, nơi đây là Đan Tháp, giờ người mang nhiều người đằng đằng sát khí đến nơi này, cuối cùng là muốn làm gì? Đang lúc mọi người kinh sợ dưới ánh mắt âm trầm của Thần Thiên Nam thì chợt có một tiếng quát lạnh truyền ra từ Đan Tháp, một thân ảnh già nua dẫn phần đông cường giả của Đan Tháp xuất hiện, sau đó đứng trên sân rộng, ánh mắt mọi người chuyển qua, thì ra đó là đại trưởng lão Khâu Lăng của Đan Tháp. Khâu trưởng lão, ngươi đừng mang Đan Tháp ra dọa lão phu, người khác còn sợ, chứ lão phu đây chẳng ngán gì đâu. Thần Thiên Nam lạnh như băng nhìn chằm chằm vào Khâu Lăng nói, con trai ta chết trong tay của Tiêu Viêm, hôm nay lão phu nhất quyết phải bắt hắn chân cùng. Khâu Lăng không chút nhũng nhường, nhíu mày trầm giọng phản bác, ngày trước đã nói với ngươi rồi, chuyện này ngươi đáng lẽ phải đi tìm mộ cốt lão tạp mao của Hồn Điện. Mộ cốt lão tạp mao kia có trách nhiệm, nhưng Tiêu Viêm cũng là một trong những hung thủ sát hại con trai ta, chỉ cần giao hắn ra đây, lão phu liền lập tức rời đi. Ngươi cho rằng Đan Tháp là cái gì? Ngươi nói mang người giao nộp liền phải mang ra giao nộp hay sao? Thần Thiên Nam ngươi còn chưa có tư cách đó đâu. Nhìn thấy vị lão già áo xám tỏ ra nhếch mực ngoan cố, Khâu Lăng cũng giận dữ quát. Khâu trưởng lão thật uy phong, Huyền Minh Tông tốt xấu gì cũng là một trong hạ tam tông phụ thuộc vào Thiên Minh Tông chúng ta. Nếu như người đứng đầu một tông có thù mà không thể báo, ngày sau sẽ còn ai chịu tin phục Thiên Minh Tông ta? Tiếng quát lạnh của Khâu Lăng vừa mới vang lên thì bỗng có một đạo thân ảnh chậm rãi bước ra từ phía sau Thần Thiên Nam cười nhạt nói. Người là? Hai mí mắt của Khâu Lăng hơi híp lại nhìn người vừa bước ra. Người này tuổi cũng không lớn, dáng người cao to, khuôn mặt cực kỳ anh tú, có phần giống con gái, nhưng ở giữa trán mơ hồ ẩn hiện chút lệ sắc, làm cho bộ dáng xuất sắc kia nhìn có chút âm lãnh. Thiên Minh Tông, Dịch Trần. Tuấn mỹ nam tử nở nụ cười, khí độ có chút bất phàm, nhưng khi danh tự vô cùng đơn giản được truyền ra thì lại làm cho mọi người có cảm nhận được một luồng sát ý lạnh lẽo chạy qua thân thể. Thiên Minh Tông, Dịch Trần. Nghe thấy thế Khâu Lăng cũng hơi sững sờ, chợt như nhớ ra điều gì đó, hai chân mày cũng tự nhiên nhíu chặt lại. Dịch Trần, chẳng lẽ người này là Dịch Tu La của Thiên Minh Tông? Mọi người xung quanh cũng vì cái tên Tuấn mỹ nam tử mà nổi lên một trận bàn tán xôn xao, ánh mắt nhìn về phía hắn hiện lên một vẻ sợ hãi khó có thể che giấu, như thể Dịch Trần này là một loại hồng hoang mãnh thú hung tàn vậy. Danh tiếng Dịch Tu La ở Trung Châu là không hề nhỏ, hơn nữa người này bằng vào vô số lần sát phạt đẫm máu mà tích lũy nên hung danh trong khu vực thống trị của Thiên Minh Tông. Hung danh Dịch Tu La đủ để khiến cho người nghe cảm thấy thất kinh hồn bạc vía. So sánh với hung danh này, nếu Tiêu Viêm không giành được ngôi vị quán quân của Đan Hội thì còn lâu mới bằng được với hắn. Dịch Trần được xưng tụng là đệ tử xuất sắc nhất của Thiên Minh Tông trong vòng trăm năm nay, đương nhiên bằng vào địa vị hiện giờ của hắn tại Thiên Minh Tông, cho dù là một số trưởng lão nhìn thấy hắn cũng tỏ vẻ cung kính. Ai cũng biết thực lực của hắn, thêm vào thủ đoạn độc ác khi ra tay, sau này đương nhiên sẽ trở thành tông chủ đời tiếp theo của Thiên Minh Tông. Tuy trong tông vẫn còn có những người có khả năng cạnh tranh, nhưng từ trước đến giờ vẫn chưa có ai dám. Ngay cả tông chủ Thiên Minh Tông cũng cảm thấy lạnh lẽo vì những thủ đoạn tàn nhẫn độc ác của hắn. Thực lực của Dịch Trần cũng chẳng kém cạnh gì hung danh của hắn. Cách thức bồi dưỡng đệ tử của Thiên Minh Tông sặc mùi huyết tinh cùng tàn khốc. Tương truyền rằng mỗi một đời đệ tử chân truyền khi tu luyện đến một cấp độ nhất định sẽ phải đi vào cấm địa của tông môn. Ở nơi đó, sư huynh đệ đều phải thủ túc tương tàn, cứ như vậy đến khi chỉ còn một người rời khỏi cấm địa mới có thể trở thành đệ tử hạch tâm chân chính của tông môn. Thêm nữa, công pháp tu luyện của Thiên Minh Tông cũng cực kỳ tàn nhẫn và bá đạo. Bọn họ có thể mạnh mẽ cắn nuốt đấu khí của người khác, với điều kiện đầu tiên là phải cắn nuốt huyết nhục cùng một lúc. Mà những người có thể từ trong cấm địa đi ra, tự nhiên trên người sẽ tràn ngập mùi vị của huyết tinh, cũng bởi vì đấu khí của những sư huynh đệ đã vĩnh viễn nằm tại trong cấm địa. Theo sau đó chính là huyết nhục, tất cả đều trở thành vật đại bổ cho người thắng cuộc cuối cùng. Dịch Trần chính là người duy nhất đi ra từ cấm địa trong đời đệ tử này. Cộng thêm việc mấy năm nay hắn lại xung quanh Thiên Minh Tông chém giết liên miên, cường giả chết ở trong tay của hắn cũng nhiều không đếm hết. Thực lực của hắn cũng vì chém giết quanh năm mà nhanh chóng tăng mạnh, cho tới bây giờ đã trở thành một trong những người khoảng 30 tuổi đã đạt tới đấu tông đỉnh phong trong lịch sử của Thiên Minh Tông. Hơn nữa còn có xu thế bước tới một chân vào cấp độ đầu tôn. Tất nhiên, từ việc Thiên Minh Tông cắn nuốt huyết nhục của người khác để gia tăng thực lực của bản thân thì có thể thấy rằng công pháp mặc dù bá đạo nhưng cũng sẽ để lại di chứng không hề nhỏ chút nào. Người tu luyện công pháp này đạt tới đỉnh phong đều không có ngoại lệ, cuối cùng sẽ bị công pháp phản vệ ngược trở lại, dần đến tử vong một cách thê thảm. Chính vì vậy, công pháp loại này chính là chất xúc tác dần hút khô sinh mệnh lực của người tu luyện. Tuy đạt được lực lượng to lớn chỉ trong thời gian ngắn ngủi, nhưng ít ra cũng đã từng có một phút huy hoàng rực rỡ. Có lẽ đó chính là suy nghĩ trong lòng tông chủ Thiên Minh Tông các đời trước. Khâu trưởng lão, việc này cũng xem như là chuyện cá nhân, mối thù giết con tất nhiên phải báo, nếu Đan Tháp nhúng tay vào thì có vẻ không ổn. Đối với những bàn luận xôn xao xung quanh, vẻ mặt tươi cười trên khuôn mặt tuấn mỹ của Dịch Trần cũng không có chút nào dao động, ánh mắt thủy chung nhìn thẳng vào Khâu Lăng. Lão phu đã sớm nói qua, hung thủ giết chết thần không phải là Tiêu Viêm mà là Mộ Cốt lão nhân, các người tìm lầm thủ phạm rồi. Khâu Lăng trầm giọng nói. Nếu như không phải là bị Tiêu Viêm đánh đến trọng thương thì bọn chúng cũng có thể chạy thoát khỏi độc thủ của Mộ Cốt lão nhân, dù thế nào thì chúng cũng liên quan đến hắn. Nếu hôm nay không thể cho ta một lời giải thích, Huyền Minh Tông tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý định. Thần Thiên Nam ánh mắt âm hàn như độc xà, âm trầm nói. Người đang uy hiếp Đan Tháp. Khâu Lăng sắc mặt trầm xuống, âm thanh lạnh lùng quát. Khâu trưởng lão, mấy năm gần đây Đan Tháp cùng Hồn Điện đối đầu, nhưng Thiên Minh Tông ta vẫn luôn duy trì sự trung lập. Nếu như có vài việc giải quyết không được ổn thỏa thì có lẽ chúng ta âm thầm liên minh với Hồn Điện. Ta nghĩ chuyện này cũng không tốt lành gì với Đan Tháp đâu. Dịch Trần than nhẹ một tiếng nói. Lần này đến lượt Khâu Lăng thoáng có chút biến sắc. Lời này nếu như do người khác nói ra thì có lẽ hắn không có để ý tới, nhưng kẻ đó lại là Dịch Trần, người trên cơ bản là được chọn làm tông chủ Thiên Minh Tông đời tiếp theo. Như vậy lời của hắn không thể không có thêm chút sức nặng. Tuy nói rằng Đan Tháp mạnh mẽ, nhưng nếu xảy ra xung đột đối với một thế lực như là Thiên Minh Tông, lại thêm Hồn Điện như là hổ rình mồi thì mọi việc sẽ rất rắc rối. Lời nói như vậy xin khuyên các hạ ít nói ra thì tốt hơn. Còn nữa, lấy thân phận của thần tông chủ lại đi đối phó với một kẻ hậu bối, nếu chuyện này truyền ra ngoài chỉ sợ sẽ mất hết thể diện phải không? Khâu Lăng trầm giọng nói. Lão phu mặc kệ cái gì mà vãn bối hay là trưởng bối. Thần Thiên Nam cười lạnh một tiếng, nhưng còn chưa kịp nói tiếp thì Dịch Trần ở bên cạnh đã đưa tay ngăn hẳn lại, sau đó mỉm cười đáp lại một câu. Nếu như Khâu trưởng lão đã nói như vậy thì thế này đi, nể mặt Đan Tháp, hôm nay chúng ta sẽ không tiếp tục mạnh mẽ đòi người nữa. Nghe vậy Thần Thiên Nam có chút sửng sốt, nhưng khi hắn nhìn thấy khóe miệng Dịch Trần hiện lên nụ cười lạnh lạnh, mà ngay sau khi thanh âm của hắn vang lên, đấu khí hùng hồn mênh mông cuồn cuộn bỗng nhiên trào dâng trong mảnh thiên địa này. Tại hạ hôm nay rất muốn khiêu chiến người đã đạt được ngôi vị quán quân của Đan Hội, Tiêu Viêm bằng hữu, không biết người có thanh danh vang dội như người có can đảm để tiếp nhận hay không? Trong lòng chửi thầm một tiếng, Khâu Lăng vừa muốn quát lên thì đã nhìn thấy không gian trước mặt đột nhiên hơi bị bóp méo, một thân ảnh gầy gò như ẩn như hiện chậm rãi xuất hiện trước ánh mắt đầy kinh ngạc của mọi người. Lập tức trong lòng của Khâu Lăng thầm kêu không ổn, thân ảnh kia dần dần hiện ra, tiếng cười khẽ vang lên nhẹ như một cơn gió quanh quẩn trên sân rộng. Nếu các hạ đã có ý như thế, Tiêu Viêm ta nếu như còn tránh lui thì e rằng danh dự vô địch Đan Hội của Đan Tháp sẽ bị ta bôi nhọ mất. Nếu đã như vậy, cuộc chiến này ta tiếp nhận. Nhìn thân ảnh chậm rãi hiện lên phía trước Khâu Lăng, khuôn mặt tuấn mỹ của Dịch Trần vẫn không có bất kỳ vẻ kinh ngạc nào, hắn chỉ nhẹ nhàng cười nói. Người chính là Tiêu Viêm. Tiêu Viêm cũng không trả lời, bình tĩnh nhìn nam tử tuấn mỹ đang đứng trước mặt, mùi tanh của máu đồng đậm làm cho hắn phải khẽ cau mày lại. Người này rõ ràng là một kẻ tâm địa độc ác, không biết hai tay của hắn đã nhuốm bao nhiêu máu tươi mới có thể tích lũy được mùi máu nồng nặc đến vậy. Tiêu Viêm, không cần phải để ý đến khiêu khích của hắn, tên Dịch Trần này cũng không phải là hạng thiện lương gì đâu. Khâu Lăng đứng phía sau Tiêu Viêm vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Người ta đã đem lôi đài đưa đến tận cửa rồi, làm sao ta có thể cự tuyệt đây? Tiêu Viêm cũng mỉm cười đáp. Như vậy Khâu Lăng cũng đành im lặng, chuyện đã đến mức nước này thì không còn cách nào thay đổi được nữa. Tiêu Viêm nói chuyện có vẻ bình thản nhưng ngạo khí ở trong lòng lại không hề kém cạnh. Người lịch sự với hắn thì còn tốt, nhưng nếu biểu hiện ra thái độ khiêu khích, chăm chọc, căm thù thì e rằng cũng sẽ không còn tốt lành như vậy nữa. Tiêu Viêm, cố lên. Ở phía sau Khâu Lăng đột nhiên truyền đến một tiếng cười duyên, ánh mắt của mọi người nhìn lại, chỉ thấy đó chính là Tào Dĩnh đã rất lâu không lộ diện đang yêu kiều duyên dáng đứng phía sau Khâu Lăng, thân thể đầy đặn mềm mại làm cho không ít nam nhân phải thèm thuồng, sức hút của yêu nữ xinh đẹp này quả thật là kinh người. Hắc hắc, hôm nay xem ra có trò vui để xem rồi. Trận chiến giữa quán quân Đan Hội và Dịch Tu La của Thiên Minh Tông, đây có thể xem là hai người xuất sắc bậc nhất trong lớp người trẻ tuổi giao thủ, không biết ai mới là người có thể chiến thắng. Theo ta thấy thì Tiêu Viêm có vẻ yếu hơn. Dịch Trần tuy chỉ là đấu tông đỉnh phong, nhưng nghe đồn rằng hắn đã nhiều lần thoát thân trong tay cường giả đấu tôn, nếu không có bản lãnh đích thực thì chỉ sợ sẽ không có được khả năng đó. Đúng vậy, sở trường của Tiêu Viêm dù sao cũng là luyện đan chứ không phải là chiến đấu. Hừ, ta thấy chưa hẳn đã thế. Tiêu Viêm có thể sống ở trong tinh vực hơn nửa năm thì có ai dám khẳng định hắn không có con bài chưa lực nào đó. Nhìn thấy hai người trẻ tuổi nhưng đã cực kỳ nổi tiếng này, những người xung quanh bắt đầu bàn tán xôn xao. Hiển nhiên, đối với trận đại chiến sắp tới, bọn họ cực kỳ chờ mong. Đối với những tiếng bàn luận xung quanh, trên khuôn mặt của Dịch Trần lại hiện lên một nụ cười lạnh lạnh, đầu lưỡi đỏ sẫm nhẹ nhàng liếm liếm môi, thoạt nhìn giống như là một loại dã thú đang đói mà gặp được con mồi, làm cho người khác có chút sợ hãi. Thần bá bá, có để ta ra tay thay người chứ? Dịch Trần quay đầu lại, nhìn thoáng qua Thần Thiên Nam ở bên cạnh mỉm cười nói. Chỉ cần người có thể giết chết tiểu tử này, đến thời điểm bầu chọn tông chủ, Huyền Minh Tông chắc chắn sẽ đứng về phía ngươi. Trong mắt của Thần Thiên Nam xẹt qua vẻ dữ tợn, thấp giọng âm trầm nói. Nghe thấy vậy, vẻ tươi cười trên khuôn mặt của Dịch Trần càng đậm hơn, khẽ cười nói, sẽ như người mong muốn. Vả lại, đối với máu thịt của người vô địch Đan Hội, ta cũng cảm thấy rất hứng thú. Thanh âm vừa dứt, chân hắn đã cất bước tiến vào giữa quảng trường, trong mắt hiện lên huyết quang, nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm nói. Trong lúc tỷ thí, quyền cước không có mắt, nếu như ngươi đã chuẩn bị tâm lý rồi thì hãy bước ra đi. Đương nhiên, ngươi cũng có thể kiếm cớ mà trốn tránh dưới sự che chở của Đan Tháp. Nếu là như thế thì hôm nay chúng ta cũng không thể làm gì được ngươi. Nghe ngữ khí giọng nói của Dịch Trần, Tiêu Viêm bật cười đáp, không cần phải nói những lời kích tưởng như thế đâu, nếu ta đã xuất hiện thì tự nhiên sẽ không lùi bước. Tốt, không hổ danh là quán quân của Đan hội, chỉ bằng vào khí độ đó đã hơn xa người thường. Dịch Trần cười to, tuy nhiên bên trong nụ cười lại lộ ra sự khát máu. Đối với ánh mắt như một loại giả thú của Dịch Trần, Tiêu Viêm cũng không thèm quan tâm, nhẹ nhàng bước vào quảng trường. Từ sau khi rời khỏi tinh vực, Tiêu Viêm cũng chưa từng xuất thủ lần nào, hiện giờ lại có người tìm đến tận cửa làm bao cát cho hắn luyện tay, hắn tự nhiên sẽ không từ chối. Tới đây thì cũng tạm thời kết thúc nội dung của tập hôm nay rồi. Cảm ơn các bạn đã xem hết video, đừng quên cho mình một like và một đăng ký kênh để mình có động lực ra tiếp tập sau nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.